robot thử nghiệm có tên gọi spirit là một dạng chó robot có bốn chân đây là một phần trong dự án lassi nhằm phát triển robot tự hành hoạt động trên các thiên thể khác robot này có thể ghi nhận dữ liệu về đặc điểm bề mặt bên dưới nhóm nghiên cứu lassi đang có mặt trên núi hút với một con chó robot với mỗi bước đi robot có thể ghi nhận lực cản bên dưới giống như cách chúng ta cảm nhận mặt đất khi bước đi nhóm nghiên cứu kỳ vọng huấn luyện robot spirit bước đi linh hoạt hơn trên nhiều dạng địa hình phức tạp thích ứng với địa hình trên các thiên thể khác núi hút được chọn làm nơi giả lập địa hình mặt trăng hay sao hỏa để thử nghiệm robot Thử thách này mang đến cho Spirit nhiều cơ hội để học hỏi và thích nghi trước khi tham gia những cuộc khám phá tiềm năng bên ngoài trái đất. Dự án LASI có sự tham gia của các chuyên gia từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và một số trường đại học ở Mỹ. Nhóm nghiên cứu này đã được tài trợ 2 triệu đô la Mỹ để phát triển, huấn luyện các robot hoạt động trên mặt trăng. Các nhà khoa học Mỹ cho biết sẽ thử nghiệm trên nhiều loại robot để có thể tạo ra các nhóm robot làm việc cùng nhau, thực hiện các nhiệm vụ giống nhau trên mặt trăng.